Xin chào bà con. Thì nếu như bà con đã theo dõi clip nhiều á, thì mình hôm nay mình sẽ nhắc lại cho bà con về cái việc mà bơ bút khoanh vỏ đậu trái như thế nào. Thì nếu như bà con để ý á, ở phần 85 nha, phần 85 mình có làm cái clip là khoanh vỏ bơ bút cho ra trái sớm á. Thì nếu như bà con để ý á, thì cây bơ này, cây bơ mình đang quay các bạn xem nè, vẫn có trái nha, luôn trái vẫn đều. Nói chung là nông dân này chịu khó chăm sóc, nói chung chịu khó bón phân để cho cây nó lấy lại lại sức. Thì vấn đề hôm nay mình sẽ quay cho con kiểm tra về thứ nhất là vết bệnh, khi mà khoanh nó có bị bệnh nữa không, sau khi quét thuốc điều trị á, thì cái vết bệnh nó sẽ như thế nào. Thì cái clip hôm nay mình sẽ quay lại cho con sau thời gian gần 3 tháng mà cây bơ bút đã đậu trái. Nói chung là mình kiểm tra lại cho bạn xem ở phần 85. Thì nhìn vào trái mình quay kiểm tra cho con xem á, thì chung là tỷ lệ đậu trái nó cũng đạt, nói chung đạt rất là nhiều. Nhưng mà vì cây sẽ có một sức nên mình khuyên nông dân là tỉa bớt trái để cho nó thông thoáng cái cây. Mà con nên nhớ là mà con luôn luôn để cây bơ bút chúng ta thông thoáng để tập trung dinh dưỡng nuôi vào trái, cho trái lớn to và khỏe. Cái thứ hai là mình vào trong phần gốc, mình sẽ kiểm tra con. Nếu con để ý thì đây là gốc bơ mình đã khoanh đợt trước, mình hướng dẫn nông dân khoanh thí nghiệm để kiểm tra, để cho cây bơ chúng ta so sánh được những cách làm của bà con nông dân là khoanh và không khoanh thì có những cái mặt lợi mặt hại nào. Thì ở những clip trước như 85 đó là mình đã phân tích hết cho con rồi. Hôm nay là cây đã trưởng thành và ra trái, thì bà con mình sẽ quay lại kiểm tra cho con về cái vết bệnh và cái tỷ lệ khoanh quét thuốc sau thời gian là gần 5 đến 6 tháng á, thì nó sẽ có những cái ưu điểm và nhược điểm như thế nào để cho con xem và con có đưa ra một cái phương án mới và những cái phương pháp mà chăm sóc cái vườn của mình. Mình sẽ quay toàn bộ xung quanh gốc cho con xem. Nói chung là nó đã liền nhưng mà cũng có một số đôi cây á, là nó bị bệnh, nó sần ngay gốc. Mình sẽ quay rất chi tiết cho bạn con xem về cái vết bệnh này. Thì chắc ra cái cây bơ này nếu con mình sẽ để lại ở cuối clip về cái phần 85, thì con có thể xem lại phần 85 và con so sánh đối chiếu giữa cây bơ khoanh và không khoanh, con xem và đưa ra những cái phương án cho mình làm. Thì thật chắc ra đối với cái việc mà khoanh này á, thì lâu nay mình không chia sẻ cho con, nhưng hôm nay thì mình sẽ chia sẻ hết những cái thông tin và những cái cơ bản kiến thức của mình để cho con đưa ra những phương án mà con làm. Vì thật sự nông dân chúng ta sẽ rất là tò mò, vì có người bảo làm, có người bảo không làm, nhưng mà con không thấy được cái hiện trạng nó làm kết quả như thế nào và sau một năm như thế nào. Thật sự cây bơ này trái cũng rất là nhiều, nhưng mà cái lượng phân xuống và chăm sóc thuốc thang cũng rất là nhiều để khôi phục lại cái lúc mà suy cây khi mà bị khoanh á. Vì cái khoanh này bà con yếu tố chúng ta là lần đầu nên bà con khoanh, cái đòi hỏi là những thiếu sót và xử lý bệnh nó rất là yếu, nên qua đó cây chúng ta nó bị suy và bệnh rất là nặng. Thì qua đó những cái cách mình cũng khi mà con á, là phun chặn đọt hay là khoanh gốc thì mình cũng đưa ra những phương án cho con rồi. Nhưng đây là cây bơ đã khoanh vỏ, còn ở clip trước mình vừa nói cho bà con xem á, thì cây không khoanh thì nó sung hơn. Thì đó là tùy vào phương án của mỗi bà con nông dân chúng ta. Còn đây mình sẽ quay kiểm tra cho con xem ba cây bơ bút khoanh gốc, mình sẽ quay rất là chi tiết cho con xem. Vì cái hiện trạng này hầu như á, bà con nông dân chúng ta rất nhiều người là bảo khoanh không khoanh, khoanh như thế nào, khoanh tỷ lệ như thế nào cho hiệu quả, thì không có ai chia sẻ cho bà con hết. Thì hôm nay mình chia sẻ về phương án này á, thì việc khoanh cũng đã khoanh rồi, giờ có cái việc là mình xem kết quả sau khi khoanh một thời gian để nó ra trái như thế nào. Nãy giờ mình quay trên và con thấy đó, nói chung mà trái cũng rất là nhiều. Nhưng mà con để ý một điều là cây bơ, tất cả các vườn bơ mình hướng dẫn cho bà con nông dân đều thông thoáng về cành chồi, thì tỷ lệ đậu trái và nuôi trái rất là đạt. Nhưng mà con nhìn xem cái bơ này, nó rất to. Thì mình sẽ tiếp tục đi quay cho những cây bơ tiếp theo, con xem về chế độ mà khoanh gốc và kiểm tra sau khi xử lý bệnh tại vết khoanh. Vì trái, hầu như trái ở trên những cái cây này rất là thưa, vì mình đã cân đối lại cái lượng trái và cái tán cây sau khi khoanh để tránh tình trạng cây mất sức và đuối sức, để dẫn đến năm tới sẽ không có trái. Vì hiện trạng này nhiều nhà vườn bị rồi, không phải ít, nên mình sẽ nói nông dân để nông dân tránh được trường hợp này. Vì khoanh trái đậu rất nhiều, cái đó là một số của nông dân nó rất là đúng, cái đó là mình chia sẻ là cái đó là đúng. Nhưng mà sau khi khoanh xong là đậu trái, mình không biết cách chăm sóc dưỡng cây, thuốc phân cho cây á, thì cây sẽ suy và sang năm sẽ không có trái nữa. Cái đó là rất nhiều vườn nó bị. Bà con cứ để ý coi, một cây bơ trong vườn chúng ta trái rất là nhiều, hoặc những cây bơ bị bệnh trái rất là nhiều, sau này một năm, năm sau là không có trái nữa, cây sẽ cằn và có thể là chết.
Còn nên đối với những bà con nông dân chúng ta làm trồng nhiều á, thì bà con nên có những cái phương án chăm sóc cho cân đối, không vì trái nhiều mà cho để hết cây, cây mất sức và chết. Vì cái bơ bút này rất là khó, nó không phải như bơ thường chúng ta. Bơ thường chúng ta để tự nhiên ở đậu, còn bơ bút này đòi hỏi cái khí hậu, yếu tố khí hậu, kỹ thuật nước non, chăm sóc, phân bón đầy đủ hết, phát đọt sinh lý cây á, rất là nhiều. Thì mình cũng nói rất là nhiều cho bà con rồi. Thì ở mỗi clip mình sẽ nói những cái giai đoạn và những cái nội dung khác nhau ở những cái video. Còn với video này mình đa số là mình quay về cái phần một khanh gốc. Thì bà con để ý á, mình cũng đã nói là vì cây bơ nó không như cây có múi, không như bưởi, vải, mà con khoanh nó sẽ khác so với những cái đó. Nên tỷ lệ sau khi khoanh á, tỷ lệ bệnh rất là cao. Nhưng nếu như bà con ta không có phương án có những cái loại thuốc điều trị chuyên cho cái phần khoanh này á, thì tỷ lệ nó sẽ bị tổn thương ở phần gốc đó đi, tổn thương phần khoanh đó đi, sẽ làm cây suy và chết. Cái đó là hầu như bà con nông dân chúng ta đều biết. Mình chỉ chia sẻ lại cho những bà con nông dân chúng ta bắt đầu làm bơ và đang làm bơ, nhưng mà con không có được cái kinh nghiệm đó là khoanh hay không khoanh. Vì cái này sẽ khi bà con ngồi nói chuyện với nhau hoặc là trao đổi những vấn đề của bà con nông dân với nhau á, thì sẽ có rất nhiều ý kiến với nhau. Thứ nhất là người nói khoanh, ôi khoanh nó đã đậu, không cần làm gì hết. Người nói tôi phun thuốc nhiều nó cũng không đậu. Người nói tôi làm cách này làm cách kia nó cũng không đậu. Thì cái đó rất là nhiều vấn đề và rất nhiều lý do để bà con nông dân chúng ta khi mà trao đổi kiến thức rất nhau. Nên qua đó mình sẽ làm những clip để bà con nhìn vào những cái vấn đề như thế này á, bà con xem và có nên áp dụng hay không. Chứ đây mình không bắt buộc bà con phải làm theo như mình. Đây mình sẽ chia sẻ những cái việc mà mình hướng dẫn cho bà con nông dân là có nên làm hay không. Vì mình ở mỗi clip mình cũng nói rất là nhiều nội dung và chia sẻ bà con nông dân. Còn ở clip này á, thì mình cũng nói bà con là cái việc khoanh không khoanh. Còn clip bón phân thì mình vừa nói ở clip trước là việc bón phân như thế nào cho cây chúng ta giữ trái, nuôi trái được lâu. Thì mình cũng khuyên bà con là bón NPK hàm lượng thứ nhất là kali thấp và đạm thấp. Và cái thứ tại sao mình cho bón thấp như thế này, vì bơ bút chúng ta nó hay xảy ra tình trạng là nứt trái. Có hai cái dạng nứt trái là nứt trái không bón phân đạm cao và nứt trái do bồ xích côn trùng chích thúc nứt trái. Thì hai vấn đề này mình mới nó hướng dẫn cho bà con là bà con phải bón cái lượng phân dưới gốc nó cân đối. Tại sao mình cho bón vi lượng sắt, kẽm, magie, bo, canxi, mangan, nói chung là thành phần vi lượng đó. Và NPK tại sao cho cân đối giữ chung vi lượng? Vì cái thành phần vi lượng ít khi bà con chúng ta để ý lắm. Cái vi lượng đa số bà con phun ở trên thôi. Còn ở dưới gốc hình như ít khi bà con bón, nên mình tại sao mình luôn luôn cho bà con bón cái vi lượng đó để cho nó cân đối dinh dưỡng cho trái chúng ta nó đều đẹp. Và cái thứ hai, bà con muốn neo trái thì mình nhắc nhở bà con là bón phân như thế. Cái thứ ba là bà con phải phòng được cái con bọ chích thúc. Cái thứ nhất là mọt đục cành. Hầu như mọt đục cành đa số gần đây năm nay thì bà con đều bậy hết. Vì tất cả bà con chúng ta đều trồng xen với cà phê, mà tỷ lệ mọt đục cành ở trong cà phê rất là nhiều. Còn nếu như bọ xích thì bà con đã làm cành thông thoáng thì mình cũng thấy là tỷ lệ là 50%. Nếu mà cây chúng ta, bơ chúng ta thông thoáng thì tỷ lệ bọ xích rất là ít. Còn cây rậm rạp thì bọ xích rất là nhiều. Nên qua đó mình cũng nhắc lại là khi bà con làm một cây ăn quả, bất kỳ một cây trồng nào thì con phải có tỷ lệ thông thoáng của đều, để cho cây chúng ta nó có cái sức, nó có cái lực nuôi vào những cái trái bơ hoặc những cái cành chính để cho vụ sau nó đậu trái. Vì cái vấn đề mình nói cho con hầu như là rất là nhiều, nhưng mà ở mỗi clip mình chỉ nhắc lại những cái yếu tố quan trọng để con xem thôi. Còn với cái vườn bơ này là ba cây bơ. Về phần khoanh gốc mình quay rất là chi tiết cho bà con á, là những cây nào nó khoanh mà không chữa trước điểm nó sẽ bệnh, còn những cây mà khoanh mà bà con chữa quét thuốc đầy đủ á thì chăm sóc chế độ phân bón nó có thể lấy lại cây. Thì đây là cây bơ mà đã khoanh. Còn với cây bơ không khoanh á, như clip trước á, thì nó sẽ sung hơn, đọt đi mạnh hơn. Thì hai cái đó là hai vấn đề khác nhau. Thì về đường trái thì bà con mình cũng khuyên là nên để cái số lượng trái nó cụ thể và nhất định thôi nha. Bà con không nên để nhiều quá, vì để nhiều quá cây sẽ suy. Còn vấn đề mà tại sao bơ bút đầu mùa nó rẻ thì để dành tới clip tiếp theo mình sẽ nói cho bà con xem tại sao bà con bán rẻ và bán sớm. Thì mình cũng vừa nói xong clip trước đó là còn non á, nên mình nhắc lại cho những bà con không xem được clip trước thì có thể trong clip này mình sẽ nhắc nhở những cái yếu tố cơ bản để bà con xem. Thì chuẩn bị mình sẽ quay cho con xem về cái clip mà cách nhận biết cái bơ chúng ta già mà để chúng ta thu hoạch. Chứ để cho tránh một số bà con chúng ta gần đây thu hoạch bơ non rất là nhiều, dẫn đến tình trạng tới người tiêu dùng ăn bơ bút kêu dở, dẫn đến cái thị trường và cái tiếng của cái bơ bút nó bị giảm sút đi, thì dẫn đến cái giá của cái bơ bút nó cũng rẻ theo vì con thu hoạch chưa đúng tuổi. Nếu bà con
hoạch đúng tuổi á thì cái trái bơ á ăn rất là ngon, rất là thích. Chứ cái bơ này thật sự mình đánh giá là rất là ngon. Nếu theo quan điểm mình rất thích là bơ bút, trái rất là tròn đẹp, vận chuyển rất là sướng, nhìn rất là bắt mắt, mà nó đều trái nữa, tỷ lệ trên nhau chỉ có 1-2 lạng trên một quả thôi, nên bà con chịu khó chăm sóc cho mình. Thì gần đây mình cũng sẽ thường xuyên làm những clip tiếp theo mới cho bà con xem và tham khảo. Thì nãy giờ những cái bơ này nói chung mình quay cũng rất là chi tiết cho con xem về cây trái rất là đều, chung mà từng chi tiết á, cây nào đậu trái như thế nào, quay cành chồi thông thoáng lá như thế nào, quay rất là đẹp cho con. Thì bà con cứ đăng ký kênh đi, tạo cho mình những cái động lực để mình làm những cái video tiếp theo cho con xem. Thì qua đây bà con xem, bà con thể nhận biết được cái nào nên làm, không nên làm, thì bà con thể áp dụng vào vườn của mình cho hợp lý. Để một số bà con ta không biết, bà con cũng thể không hỏi ai, nên qua đây bà con có thể xem clip này, bà con biết. Xin cảm ơn bà con ạ.